thiếu này nghe dùng nền tiền đấy sẽ sang Panama để thay ra đấy ai xa đó sẽ hãy ở đó ở hà suy nên chỉ mà nên nhớ nếu huy tất thường về địa giờ cũng suy bám cho sai này nhớ rõ cùng nghe này 50 km về mà huy để nhớ cũng nhớ xin đi trả bài đấy tôi ấy ai xa sinh sang hà gạo hà nhớ phải có ưu tiên này này duy trì nhiều anh đi đâu mà nói lại lại toàn là này hà anh nào mà nhớ ạ chưa ai khen mi cái trả lại chưa bài đấy EP sẽ trao về cả xã biểu đó sẽ hai ông hà chú nam chị nhảy ở trong bờ sông gì ở dưới này chị lia là để lên để shop khi nên là cái trả bài đấy sau chuyện này đấy nhớ bộ nhà mà rồi tôi ấy ai xa sẽ ông hà yêu yêu quý để xem mà chào cáo sẽ chi tông cảm để xem chiều tông cảm xem bao tông cảm rồi bảo vệ đến lục địa bài. Tôi 做了一些推测，这个象呢，它其实原来是计划往回走的，就在普洱的墨江。他原来是试图几次往回走，但是呢，那个时候呢，他带着小象，刚出生的小象，就是往回走的时候呢，还是被一些道路啊或者一些其他的阻挡了，阻挡了呢，试图几次没回去，可能就在那一直寻找回版纳的路，后来呢，没找出这个正确路，可能把方向给绕迷失了。那么其实他可能是就认准他回去的路是对的，走着走着呢，就走到那个沅江，走到红河，然后走到我们玉溪。因为亚洲象的特性呢，就是它的脑容量很大，记忆力非常强。那么他记住了这个路线，他把这个原定的这个路线死死的记住以后呢，他认为是对的。所以说绕迷了，他还是认为是对的。那么这个路呢，就是一个错误的一个判读嘛。对自己的这个方向呢，可能一直往北走，还是会回到版纳。这到阿那外面啊，这里是阿姆吉那里的，你比如耶，在沙亚尼亚那里说话的哦，米兰的苗克古，乌地水表的泰姆瓦斯，沙巴那里皮耶鲁斯瓦里。ဒါပြင်အာနာဝံများကလူနဲ့ဆင်လို့ရပဋိပက္ခတွေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။